thân thể và sự nghiệp của Hưng Tổ Khang Hoàng Đế. Hôm nay ngài Nguyễn Phúc Lâm. Thì hiểu là Hưng Tổ, ngài Nguyễn Phúc Lâm là con thứ hai của chúa Nguyễn Phúc Khoát. Mẹ là Trương Thị Dung. Trên ông còn có người anh là Nguyễn Phúc Chương, qua đời vào năm 1763. Năm 1760, em trai ông là Thế Tử Nguyễn Phúc Hạo mất. Nguyễn Phúc Khoát có ý định truyền ngôi cho ông nên giao cho Ý Đức Hầu Trương Văn Hạnh và thị giả Lê Cao Kỳ chăm lo dạy dỗ. Theo lời kể lại, ông vốn thông minh và có nhiều đức tính. Ban đầu, ông được phong chức trưởng cơ. Những buổi họp quan trọng trong triều đều được tham dự để có thể am hiểu sự tình trong nước. Năm 1765, Nguyễn Phúc Khoát mất, để lại di chiếu truyền ngôi cho Nguyễn Phúc Lâm. Nhưng quyền thần Trương Phúc Loan cùng một số gian thần khác đã thay đổi di chiếu, lập em nhỏ là Nguyễn Phúc Thuần còn nhỏ tuổi lên ngôi chúa để dễ bề giám sát khống chế. Còn Nguyễn Phúc Lâm thì bị tống giam vào ngục. Sau vì lo buồn bị bệnh nên ông đã qua đời ở Phủ Đệ ngày 10 tháng 9 năm Ất Dậu, tức là ngày 24 tháng 10 năm 1765, hưởng dương 33 tuổi. Về phần lăng mộ, lăng mộ của ngài Nguyễn Phúc Lâm là tại xã Tứ Chánh thuộc vào huyện Hương Thủy, và bây giờ là thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1790, quân Tây Sơn quật khai cốt xuống sông. Một ngư dân tên là Nguyễn Ngọc Uyên và thêm người con đã làm hài cốt đem lên chôn chỗ khác. Đến đời Gia Long do Nguyễn Ngọc Uyên chỉ chỗ, hài cốt được đưa về táng ở chỗ cũ và cải táng tại Cơ Thánh Lăng, làng Cư Chánh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, nay là thị xã Hương Thủy, thuộc về tỉnh Thừa Thiên Huế. Lăng được xây lớn hơn trước. Năm 1780, Đức Gia Long lên ngôi nhiếp chính vương và truy tôn thân mình tước Tử Tường Đạm Bạc Khoan Dung Ôn Hòa Hiếu Khang Vương. Năm 1806, ngày 23 tháng 7, Đức Thế Tổ đã cho xây và thờ cha mình tại Ân Miếu, là cái chỗ mà bây giờ anh em con cháu
hàng năm đang hướng về cội nguồn là ngày kỷ ngàn. Tại Hưng Miếu thì ngài được vua Gia Long truy tôn thủy hiệu là Nhân Minh, Cẩn Hậu, Khoan Dụ, Ôn Hòa, Hiếu Khang Hoàng Đế. Đời sau đều gọi là Hưng Tổ, Khang Hoàng Đế.